Rồi chào các bạn, mình sẽ tiếp tục chương trình ngữ pháp Min no Nihongo Shokyu Ni bài số 47 <laughs> Trong bài số 47 này thì chúng ta sẽ học so sánh những hai cái phần Đó chính là phần So, So des và phần Yo des à, Vậy thì So des là như thế nào mà Yo des là như thế nào des né. Rồi về cái cách chi của phần So des thì chúng ta nhớ là gì Thứ nhất là Futsuke nha, Futsuke trước nó trước cái từ so đẹp này sẽ là fuske động từ tính từ duy y thì đi thẳng luôn còn tính từ duy na và danh từ thì chúng ta fuske chúng ta là da so des da so des và ý nghĩa của nó là nghe nói nghe nói là nghe nói là so des thế là sao truyền đạt một thông tin mà chúng ta nghe thấy đến người thứ ba và cái thông tin này chúng ta sẽ không nhận định nha không nhận định là thông tin nó đúng hay sai chỉ có truyền đạt thôi à, người a nói với người b vậy cái mình nghe được cái mình nói lại thôi chứ mình không có nhận định là ủa cái thông tin nó đúng mà thông tin nó sai mà sao nó vậy được không có đây là không có nhận định mà chỉ có cái nghe và nói thôi nha đây là thông tin này chúng ta nghe thông tin này chúng ta nói thôi chứ chúng ta không có nhận định thì thông tin này đúng hay sai Disney. rồi để nhấn mạnh thêm sự chắc chắn của thông tin thì người ta sẽ dẫn với một cái nguồn tin đó chính là nizoruto theo như cái gì đó theo như niyo tố theo như báo chí báo đài là tôi chắc chắn là như Vậy vậy thì là niyo ruto để chúng ta thêm cái thông tin để chắc chắn hơn thì chúng ta thêm cái niyo ruto ví dụ như thế này mặt thế cái số hồi wa vậy là theo như cái dự bản tin dự báo thời tiết ngày mai thì như thế nào đây trời sẽ trở nên là đẹp đó, trời sẽ trở nên đẹp trong xanh đó. Ok, đấy ne. Rồi, Tanaka-san ne. Go no 12 tháng 12 tháng 12 đi Việt Nam Như là tôi nghe anh 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 Tanaka nói rằng là có thể là tháng 12 năm nay ảnh đến Việt Nam á. Nghe nói vậy á. Đấy ne. それ次

Sukiではない, skiじゃない, ja. so, nee. à, uh, theo như cái câu chuyện của ông thầy ở thì cô ấy là một cái người như thế nào đây? Nghe đầu là cô ấy là một cái người là không thích đứng trước mọi mặt, mặt mọi người mà cô hát. Nha cô rất là ngại, cô sợ đó. Sigis nhé. Nee. E, nam sàn nồi, no, nam sàn nồi đem đem Nam sang de đen và nị yu rực Ha san wa passport o naku shite shimatta sho ne. Ừ. Thế như cuộc điện thoại của anh uh, anh à. Theo như cuộc điện thoại của anh Nam thì sao? Thì là gì cái anh 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 anh, uh, anh Hà anh đã mất, anh đã mất cái hộ chiếu mất tiêu rồi. À, cái chỗ này mình bị nhầm một chút anh đâu. Đã để sự né hoa sẵn rồi cái mẫu câu này nó khác chú ý là cái mẫu này nó khác về mặt ý nghĩa so với cái kết hợp của cái xô so ở bài 43 nha Nên, ví dụ như ở đây là giày câu câu ví dụ số 1 này nè Omega Furiso nha còn bây giờ là amega furuso à, có vẻ là trời sắp mưa còn bây giờ cái bài này chúng ta học đó là gì nghe nói là Đấy. vậy cái bài 43 cái xô mà chúng ta học đó chính là mass bỏ mass đi và chúng ta đưa vô nha còn cái xô mà bây giờ chúng ta học đó chính là gì đó chính là chúng ta đi với veru đi thẳng luôn để rồi đối với cái ví dụ là gì amen amega furiso là dự đoán phán đoán về sự quan sát được của bản thân rồi chúng ta đưa ra một cái sự phán đoán nào đó. Chúng ta nói là gì? À trời có vẻ là có lẽ là mưa, có vẻ là mưa, à, sắp mưa ,ですね. Nhưng mà còn câu số 2 là gì? Omega furuso thì là nghe nói là tức là làm sao? Đơn thuần chỉ là một cái sự truyền đạt lại rồi sau kể lại uh, thông tin mà mình đã thấy ở đâu đó và không không có sự nhận định của bản thân nha. Nghe nói là nghe nói là trời sẽ mưa nghe nói là trời sẽ mưa không có nhận định về bản thân là đúng hay sai desne à, nghe nói là trời sẽ mưa không có nhận định Listen. Um, à, cái xô này á, thì chúng ta cũng nhớ luôn là không có à, không kết hợp với lại cái thể ý chí siro thể cấm đoán là suruna, hay là thể mệnh lệnh là siro hay là suy đoán là à, suru de đề hoặc là nhờ quả kudasai nai đế kudasai nha thì chúng ta sẽ không có sử dụng desu rồi chúng ta sẽ nói là gì À um, Yamamoto san và America e ikoso à, Yamamoto san ne America e ikoso à, chúng ta sẽ không nói như vậy mà chúng ta sẽ nói là gì tại vì nó không có kết hợp với cái mẫu là gì ý chí nha ý chí mà chúng ta sẽ nói là gì um, Yamamoto san và ne America e ikutsumori da so um. Cô ấy là cô dự định là sẽ đi đi Mỹ để Rồi khi phủ định quá khứ trong cái phần xô này á, thì không thay đổi mà chỉ thay đổi các động từ danh từ đi trước nó thôi. Nha. Yeah. Chỉ thay đổi cái phần đi trước nó thôi và cái thằng xô này trong có vẻ này là chúng ta cứ xô đẹp. Chứ không có xô gì hết nha. Yeah rồi ví dụ như thế này đi xàm và chiếu cười khai rứ xô giả à cái này không có cái xô so giả mà nó sẽ là được cái thằng phía trước đó, nha tại vì cái xô so này các bạn nói là danh từ nên các bạn chuyển nó là gì Kaeru rứ xô giả Ừ là không phải nha mà nó sẽ là gì à đi xàm và chiếu cười khai tức là cái cái nai này là cái nai của cái thằng kairu chứ không phải cái của thằng so và so chỉ là cái thằng mà đi sau nó là soda thôi chứ nó không có là so đi mà sen rồi so -da -ta, gì không có Disney. mà cái thằng phía trước đi ne loziki Ê... thì chúng ta cũng đi một xíu về cái sự khác nhau giữa so -des với lại là toymasta ne toytemasta vậy thì toytemasta dùng để truyền đạt lại thông tin mà mình nghe trực tiếp được từ ai đó truyền đạt lại thông tin nghe trực tiếp từ ai đó ví dụ như là ông uh, ông giám đốc hay là ông gì đó ông nói vân thì truyền đạt trực tiếp thông tin về ai đó nha còn cái show thì dùng với cái trường hợp là nghe từ những cái nguồn thông tin mà không nhất thiết phải đúng là người đó nói tức là cái cái này nghĩa là truyền đạt lại thông tin nhưng mà nghe trực tiếp tôi tê là nói trực tiếp còn cái show này là chúng ta chỉ nghe từ nguồn thông tin nó thôi mà chúng ta không có nhận định là đúng hay sai tiếp nhận thông tin còn đố mà xa diễn biết để rồi chúng ta tiếp theo qua cái phần là vô Đấy vậy cái phần vô Đấy ở đây là gì cũng là câu hoặc là cái phần futske futske đi với vô nha rồi tính từ đuôi na thì tại vì chúng ta sẽ thêm thêm na nha cái phần so thì là chúng ta thêm đà nhưng mà còn cái phần vô thì chúng ta lại thêm na và thêm no nha nó hơi rối rối chỗ đó một xíu nên các bạn chú ý nhé chúng ta dịch là hình như là hình như là cái gì đây ừ, hình như là là diễn đạt cái suy luận phán đoán trực quan dựa trên cảm giác cảm nhận của bản thân hình như là vậy đó vì thế thì cái phán đoán này nó không có chính xác ừ, cái phán đoán của dồn này nó không có chính xác yes, nè. À, ví dụ như thế này 彼は今日とっても忙しいよ。忙しいよですね。今日はカラバン・ローマイ・カラバン・エですね。No, 次、えー、昨日この道でコー事故が起こ,こ,こったよですね。今日はホームはサイが起こったよですね。 Dường như, hình như Tại vì cái người này người ta thấy vẽ cái gì dưới đường á Nên người ta nghĩ là gì À, thì ra là hôm qua ở trên con đường này nó có xảy ra tai nạn Còn mà không biết có hay không Đấy nè à, Rồi, tiếp tục ừ, Hình như trộm nó, nó, nó lòn vô, nó, nó, nó lẻn vô phòng thì phải Đấy nè ท่านก็สั no ่งว่าとても病気的样子เนี o, so ่ยฮั à, ông ông so ่นอยู่แล้วอันเป็นอุ้มหนัก rồi とても病気เนี่ยครูว่าเขียวฮิมานาโซเนี่ยฮิมานาโยเนี่ยวันนี้ฮั่นอยู่แล้วอุ้มไทยอุ้มรันน่ะโซเนี่ย Rồi vậy thì cái phần xô này nó sẽ khác với lại số 43 Đó là xô này thì nó là đi với là phụt kê Tính từ danh từ thì đi với đa Và cái xô này là gì? là cái sự phán đoán của chúng ta là có lẽ là Nhưng mà không có xác không có cái Khi mà chúng ta phán đoán như thế Nhưng mà đúng hay sai thì chúng ta không có biết nha Còn cái vô là gì? Dường như Dường, dường như, hình như là, là như thế thế đó, tức là chúng ta nhìn thấy một cái gì đó và chúng ta phán đoán ra như thế nha disney はい、ありがとうございました。ね